Thôi, hôm nay mình đi tưới cây nha. Nắng lên rồi. Đây. Sống nhân rồi. Sống nhân rồi. Sống nhân răng rồi nha. Chim kêu, chim kêu. Đừng có mở cửa đi vô nhà. Mày mạnh đến nỗi mà mày mở được cái cửa luôn đó. Dao muống nè, dao muống này ăn ghim nè, dao muống này trong hột nè. Đây là của bạn nó cho nè, xin nó thêm một bội nữa nè, còn này chỗ rồi nè. Thấy không, thấy không, thấy không, thấy không, chỗ rồi, chỗ rồi. Lê ơi, má mặc áo này nó thông thoáng quá, nó lòn khí quá, nó lạnh quá. Lê ơi, chắc má phải đi kiếm cái áo lạnh rồi. Đây. Cây cối đây. Đây là cây lựu nè, bứng ảnh vô nè. Đó, đó. Tạm ổn nha, chương trình của tôi là nó tạm ổn nha. Chưa giặt đồ cho chó nữa đó chó ơi. Vô đó chi, vô chuồng gà chi vậy? Hả? Vô chuồng gà làm gì? Đây. Đi phá hư cây của má hết đến đây à. Mày vô chuồng gà làm gì trong đó? Mày rút nó ra sao bữa cho con Thảo trong người chưa nhét vô nè. Đó. Đẹp không? Này rau nè. Rau này xin bên nhà chồng á. Em về nhiều quá mình tách tới hai thố luôn. Này là bông gì đó, nó nói gì đó, đào nhật. Đào nhật. Coi coi. Không có nhật nhẹp gì không nữa. Bán toàn chuyên môn giả dối không à. Đó, hành lá là hà lánh nha. Thiên tế nè. Lên giờ còn có 3 bụi đi. 8 năm nay còn có 3 bụi à. Đó, coi làm gì à? Đó, làm gì à? Làm gì trong đó? Chỗ nào có bịch ni lông là đái. Tưới bầu chứ không thôi lát nữa nó héo. Hay lấy đầu đậy lại ta. Lấy đầu đậy đậy. Đó của ông già chồng đưa. Đó. Để đặt xuống hết luôn. Đường thường nó không có thời gian. Nó làm chết uổng. Đặt xuống hết luôn rồi. Đây dây trầu bà nè. Đó dài xong lòng xuống rồi. Giờ phải tách ra làm hai. Đó. Rồi con quỷ. Con mẹ nó con quỷ á. Nó là con quỷ chứ không phải nó là con chuột. Hè mà cũng ăn nữa. Khốn nạn không. Ba rau má ăn hết rồi. Đem rau má đáng ghét cũng ăn nữa. Mắc dịch đó. Cái rau này giờ tao kiếm cái gì mà mày không ăn được. Mày không ăn được tao không ăn được luôn.
kinh giới của bạn cho luôn nè. Không biết mướp hay bí ta. Coi cái lá nó mướp thì nó bí nữa. Đợt vừa rồi nó lên mướp đắng không, không biết cái mẹ nó đi. Coi. Đó, đồ của chó đó, phơi đồ cho chó. Phơi đồ của con chó. Chó le. Le le. Le le. Le le làm gì đó le. Đứng phơi nắng đi con. Ở đây chơi, không có vô nhà. Vô nhà làm chi. Má đi tưới cây cái đã. Ồ, tưới mày ướt à. Nó khoái nước không, thấy tưới nước, giật nước. Vô nhà đi má tưới xong má cho ra. Tạm ngừng video nha. Ồ, gì dữ vậy, tới 5 phút nữa ha.